Giáng sinh thật an lành và mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Và sáng nay Tiên Đào xin trao một món quà nhỏ để làm kỷ niệm nhân mùa Giáng sinh. Vỗ tay với anh chị ơi. Có gì nói nữa không? Câu chuyện thể Tiên Đào cũng có một vài lời thì Dũng cũng xin chúc tất cả các anh chị và các bạn đến đây chơi một cái năm mới 2021 này sắp qua đi rồi, cho nên là giữ gìn sức khỏe và vẫn sinh hoạt văn hóa để tất cả anh em anh chị ta vui với nhau ở đây, và Merry Christmas rồi có thể Happy New Year luôn. Cảm ơn anh. Và sau đây Tina xin trình bày nhạc phẩm Bê Sa Mê Múa Chùa với tài điệu Cha Cha Cha. Xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau ra sân nhảy ạ. Oh,
đầy máu.